lúc nãy thì mình vừa mới mua cho con bé đó là cũng hết mấy chục nghìn. Nói chung mua cho nó hai cái bánh ngọt, mấy cái bánh bông lan, và bịch sữa, hai cái trứng hột vịt kho, một chai nước suối với lại vài cây xúc xích, thì cũng hết 60 mấy 70 nghìn của mình rồi. Tuy mà con bé nó không có được tỉnh táo cho lắm, nhưng mà được một phần là nó rất là khôn, bởi vì nó cứ xin mình tiền hoài à. Và mình hỏi nó đó là xin tiền là cái gì, thì nó mới nói với mình là xin tiền uống trà sữa, uống bạc xỉu gì đó. Mình mới nói với nó là sao không để tiền em ăn đi, em uống bạc xỉu như vậy rồi đói bụng rồi sao. Nó nói uống bạc xỉu cho no. Nói chung thì thật ra thì mình nói chuyện với nó thì cũng nói chơi chơi thôi, cứ bởi vì nó không có tỉnh táo đó, nên là mình nói giống như là mình nói, mình cũng biết là nó không có hiểu được nhiều hết á. Nói chung cũng tội nghiệp nó. Nhưng mà thật ra mà nói cái số tiền như vậy đó với mình là cũng cả một ngày của mình xài rồi đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình dám bỏ ra để mình mua đồ đi cho nó. Thì thì cũng thôi kệ, xem như là giúp đỡ một người đi. Chứ thật ra thì tính toán cũng không có tính toán gì với con bé đó. Dù sao thấy nó cũng tội nghiệp. Nếu mà mình giàu á thì chắc mình sẽ giữ nó vô trong bệnh viện tâm thần. Ấy là nếu mà mình giàu hay nha, chứ còn mình nghèo bỏ bà luôn, tiền ăn còn có nữa, lấy gì tiền kia để giúp đỡ nó. Thì sau khi mà một hồi á, mình ngồi mình dò thông tin của nó, như là nhà nó ở đâu này kia, rồi ba mẹ nó tên gì này kia. Nói chung là mình không có được bất kỳ cái thông tin nào hết, mà mình cũng không biết đó là ai nữa. Có cái ông tàu cá, ông tàu cả cái hồ đó, ổng hỏi mình quen với nó hả, mình nói ai biết nó là ai đâu. Thì thấy nó tội nghiệp, nó đói bụng thì mình mua đồ ăn cho nó ăn thôi. Chứ bản thân mình cũng không có quan trọng là nó là ai cái gì hết á. Mình chỉ biết là hiện tại nó gặp mình, nó đói bụng thì mình mua đồ cho nó ăn thôi. Nhưng mà thật sự ra thì cũng tội nghiệp đó. Bởi vì mình mới nói là còn rất là nhiều người khổ, nhất là nó nữa, nó là con gái nữa. Nó là con gái mà nó cũng không có được bình thường nữa. Nếu mà ví dụ á, mà gặp mấy đứa kia đó, nếu mà gặp mấy đứa kia thì có thể là nó sẽ bị mấy đứa kia cưỡng bức này nọ, đúng không? Người tỉnh thì còn nhiều khi còn không có tránh chế được. Nói chung là những cái đứa mà thần kinh bất ổn với con bé đó, thì thật sự ra mình cũng không có dám nghĩ đến chuyện gì gọi là có thể xảy ra đối với nó nữa. Nhưng mà thật sự luôn vẫn có khả năng nó xảy ra. Bởi vì lúc nãy đó thì các bạn coi đồng lý các bạn cũng thấy đó, nó rủ mình đi ba. Chứ giống như bản thân nó thì làm sao mà nó biết ba biết mà chưa được. Thì mình mới hỏi nó đó là đi ba làm gì trong đó. Thì nó mới nói là vô ba được chơi. Cái mình cũng nói thật sự ra thì mình cũng bất ngờ luôn á. Thì mình nghĩ là chắc hẳn giống như là nó cũng đã từng mấy đứa kia bị mấy đứa kia lợi dụng rồi người kia, thì nó mới biết vậy. Chứ còn những cái đứa mà cũng như thần kinh không ổn định như nó thì thường tụi nó sẽ hơi thơ lắm. Chứ tụi nó đâu có nghĩ đến mấy cái chuyện đó đâu. Nói chung thì thật sự ra thì bản thân mình cũng không biết làm sao.
nhưng mà thôi kệ, giống như là giúp nó là mình cũng giúp rồi. Từ mình đăng video lên á thì cũng không phải để câu like câu view gì á. Đăng video lên á để cho giống như là có ai bị nghe á, nếu mà ví dụ mà thấy nó ngồi ở ngoài đường đi thì giúp đỡ nó được một bữa ăn thì hoặc là cho nó 50 ngàn 20 gì đó thì có thể giúp nó. Bởi vì nó sống lang thang mà, giống như là nó đi xin người ta đồ ăn này nọ đó, thì nói chung là nó cũng không có biết thật sự ra thì xài tiền chứ nó cũng không biết xài tiền đâu, nó chỉ biết cái gì là nó đấy thì nó xin người ta đồ ăn, nó tới thì nó xin người ta nước uống và người ta có cho hay không thì cái đó là chuyện khác nữa, không có bàn tới. Nhưng mà nếu mà các bạn có đi qua cái khu trung xa đó, người chở mà đường có 10 đô có cái bờ sông, có cái bọt nhựa đó, nếu mà đi ngang qua đó thì có thể sẽ thấy nó. Bởi vì mình nghĩ thì nó có thể là đi vòng xung quanh đó thôi, chứ nó cũng không có đi được xa đâu. Đó thì đó là cái đoạn xe tôi đâu có mình, và nếu mà các bạn muốn giúp đỡ nó hoặc là nó đi ngang qua đó thì mua cho nó một cái bánh, một cái chai nước mà chưa được rồi. Thì lúc nãy mình mua cho nó nói chung ra thì cũng không có nhiều gì, nhưng mà cũng phải gọi tạm gọi là đầy đủ, mình cho nó nước uống, mua sữa, mua bánh, mua xúc xích, mua trứng này kia cho nó ăn. Thì mình xin off video đây nha.